미치고. Bạn có bao giờ bị bố mẹ la rầy khi vô tình mở ô dù trong nhà? Nếu chưa thì hãy nhớ cẩn thận đừng làm, bởi hầu hết người lớn thật sự tin rằng hành động ấy sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho gia đình bạn đấy. Đây là quan niệm được truyền miệng từ rất lâu đến tận ngày hôm nay và dĩ nhiên có rất nhiều giả thiết xoay quanh nguồn gốc ra đời của nó. Thời Ai Cập cổ đại, người ta thường sử dụng ô để che nắng. Họ cho rằng việc mở ô trong bóng râm là một sự xúc phạm đến thần mặt trời, bởi hành động ấy sẽ làm che khuất ánh sáng mặt trời ban cho nhân loại. Chiếc ô mở ra sẽ hàm ý rằng bạn không cần sự che chở, bảo vệ của thần. Từ đây, gia đình bạn sẽ bị vướng vào lời nguyền, không còn may mắn, sung túc nữa. Ở khía cạnh khác, vào thế kỷ 18, khi những chiếc ô đầu tiên ra đời, thiết kế của chúng không được đánh giá cao về mặt an toàn khi sử dụng quá nhiều các thanh kim loại nặng, đồng thời kích thước quá lớn. Từ đó, việc mở ô trong nhà hạn chế bởi có thể vô tình gây ra tổn thương đến những người xung quanh hoặc đồ vật gần đó. Và tất nhiên, chẳng có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng tỏ tính xác thực việc mở ô trong nhà chứa đựng điều xui xẻo. Không ít người ngày nay quyết định không tin vào quan niệm cổ xưa này. Vào năm 2003, người đàn ông đến từ bang Maryland, Mỹ, Thomas Edward Knipp, đã sáng lập ra ngày mở ô trong nhà, National Open an Umbrella Indoors Day, để khuyến khích mọi người làm theo và cùng kiểm chứng những hậu quả mà hành động này đem lại. Một biến thể khác của quan niệm liên quan đến những chiếc ô là khi dự báo thời tiết ngày hôm đó sẽ mưa, chúng ta nên cầm theo một chiếc ô ra ngoài và trời sẽ khô ráo. Ngược lại, nếu biết trước mà vẫn không mang ô, đảm bảo ngày hôm ấy của bạn sẽ vô cùng ẩm ướt. Hưu. Mặc dù chiếc gạt của chúng có thể đâm người, nhưng chúng không bao giờ dùng gạt tấn công con người. Nhưng hưu lại lọt top động vật giết người. Tại sao? Vì mỗi năm có khoảng 120 người để tránh những đàn hưu phi tới, dẫn đến quên quan sát xe hơi phía trước mà bị tai nạn tử vong. Chó nhà. Tưởng chừng chó là loài vật trung thành và là người bạn thân thiết nhất của con người. Nhưng thực tế, chúng chỉ trung thành với chủ nhân thôi. Và mỗi năm có khoảng 186 người chết do chó cắn và các căn bệnh dại. Trâu rừng châu Phi. Trâu rừng tại châu Phi nằm trong top những con vật gây chết người nhiều nhất. Một con trâu rừng có trọng lượng lên tới 1,5 tấn, cộng thêm một cặp sừng sắc nhọn với lực tấn công mạnh mẽ. Không phải là vì bản tính của chúng tàn nhẫn, mà vì chúng nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm nên sẽ chủ động tấn công đối phương. Mỗi năm có khoảng 200 người thiệt mạng vì sừng trâu. Voi. Tuy chậm chạp, nhưng với thân hình khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp của voi, mỗi năm vẫn có khoảng 500 người thiệt mạng do bị voi dẫm đạp. Cá sấu. Không ngạc nhiên khi cá sấu nằm trong danh sách này, bởi mỗi năm có khoảng 1.550 đến 2.000 người bị cá sấu tấn công và mất mạng. Hà mã. Nhìn chúng có vẻ ngu ngu, nhưng ai nấy đều khiếp sợ khi biết sự thật về loài này. Ở châu Phi, hà mã được coi là loài nguy hiểm nhất mà bạn phải đề phòng. Khi chúng giận dữ, bạn có thể sẽ mất mạng nếu tới gần. Có tới 3.000 người thiệt mạng mỗi năm do hà mã. Bọ cạp. Sâu rắn phải kể đến bọ cạp. Có khoảng 1.500 loại bọ cạp trên thế giới, nhưng chỉ 25 loài trong đó mang nọc độc chết người. Ước tính mỗi năm có khoảng 5.000 người chết do bị bọ cạp đốt khi đi làm đồng, đi rừng hay thậm chí chỉ ở trong nhà nhưng tình cờ bị tấn công. Rắn. Giờ có lẽ chúng ta đã hiểu lý do tại sao nhiều người lại sợ rắn đến vậy. Mỗi năm có khoảng 50.000 người bị chết vì rắn cắn. Trong những trường hợp bình thường, khi một con rắn cảm thấy sự tồn tại của con người sẽ gây nguy hiểm cho nó, thông thường nó sẽ chủ động tấn công con người. Ruồi cc, Glossina.
Ruồi CC có tên khoa học là Glossina. Ước tính có đến hơn nửa triệu người mỗi năm phải chịu ảnh hưởng từ vết cắn của ruồi CC và đa phần đều tử vong do buồn ngủ đến mức hôn mê sâu. Loài ruồi này là tác nhân truyền bệnh buồn ngủ gây chết người và lây lan bởi trùng Trypanosoma, trùng mũi khoang. Khi bị ruồi CC châu Phi đốt, nạn nhân có triệu chứng cúm, mệt mỏi, sốt, đau đầu nghiêm trọng, sưng tấy và trong nhiều trường hợp sốt cao, nói lắp và động kinh, sau đó là buồn ngủ và hôn mê sâu. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ bỏ mạng. Đây quả là loài ruồi sát thủ và càng nguy hiểm hơn nữa, khi thoạt nhìn chúng cũng chả khác mấy những loài ruồi khác. Mũi. Bạn từng rất khó chịu bởi âm thanh vo ve gây phiền nhiễu của mũi đến chúng ta. Song đó không phải vấn đề chính mà chúng ta phải tìm mọi cách tiêu diệt chúng. Điều thật sự đáng sợ là chúng thường mang những căn bệnh chết người như bệnh sốt rét. Mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do bệnh sốt rét.
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.